các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi dân gian ở thị trấn Mỹ Xuyên, hay miếu ông Hồng Hoàng, là trò chơi đố thai. Ở thị trấn, đêm nhân ngày đêm Trung Thu có tổ chức để tập trung những người thi sĩ để trả lời những câu đố vui của thị trấn, những câu đố hay, và tạo ra những trò vui cho đêm trăng càng thêm vui nhộn hơn. Mà các bạn theo dõi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chơi đốt thang các bạn, này xong nước mình tơi đến đây để quay cái cảnh này để chơi đốt coi đâu đốt thang. Thầy đang đợi mấy người vô trả lời mấy câu đố. Miếu Thần Hoàng các bạn, hôm nay là ngày Tết gần Trung Thu, có tổ chức trò chơi đốt thai của dân gian. Đây là ở cái miếu này ở nằm ở đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên các bạn. Trò hay số 54. Rằm tháng 8 đố vui có thưởng, để mọi người cùng đến vui chơi. Em còn trong trắng thơ ngây, soi gương chạy tóc hay hay má hồng, sức bỉnh bánh ninh đồ sen. Anh này đã được thưởng rồi nè các bạn, đã trả lời đúng cái phần quà câu đố của chỗ ban tổ chức đưa ra.
sinh nào? Cao 27. Em bé nào? Đỡ qua đỡ lại cho dạng hơi thua. Ai về ai tới tìm ngô. Về nhà ai chẳng tới khi đó lòng. Xúc quả, cái chặt. Không đúng rồi, không đúng rồi. Câu số 8. Cỏ nhắn xinh xinh. Từ bé đến lớn nghe chung suốt ngày. Đến khi đậu đạt bằng tài. Nhỏ mà nặng ký. Khổ khổ đời dễ nghe. Sức vật dụng. Mẫu đời kẻ gian chức nghiệp dụng cây viết anh này làm được những 2-3 câu rồi các bạn. Hồi nãy đây không sao, không kêu bóng lấy thầy nào áo rồi về ok hay đó rồi rồi em thấy này chứ câu 27 hai đêm mấy hộp xí ngầu đổ qua đổ lại để dành cho tôi chắc gì hai đứa đi mua nhà hàng trăm để đưa lòng xuất quả cho xuân. Lộn rồi, lộn rồi. Chạy rồi. Chạy rồi. Câu số 27. Ai thích mấy hộp xí ngầu, đổ qua đổ lại để dành hơn thua. Cái gì ai thích thì mua. Nha hàng răng cắn, đỡ khi đói lòng. Xuất quả. Quả dưa hấu. Còn hai số 27. Ai đem mấy hộp xí ngầu, đổ qua đổ lại để dành hơn thua. Cái gì ai thích thì mua. Nghe hàm răng cắn đỡ khi đói lòng. Sức quả che mắt. Đúng rồi, bây giờ thằng này giờ chết quá kìa. Đây là những người ngồi ở đây là người rất vui trong cái buổi đi hội trăng rằm nha các bạn. Câu sai số 27. Ai đem mấy hộp xí ngầu đổ qua đổ lại để dành hơn thua. Cái gì ai thích thì mua. Nghe hàm răng cắn đỡ khi đói lòng. Xuất quả. Cái đậu đũa. Bác anh này sức chiêu à. Ai đem mấy hộp xí ngầu đổ qua đổ lại để dành hơn thua. Cái gì ai thích thì mua. Nghe hàm răng cắn đỡ khi đói lòng. Sức quả. Cháo bắp nước. Không sao. Không có được ra đúng rồi. Câu số 27. Ai đem mấy hộp xí ngầu đổ qua đổ lại để dành hơn thua. Cái gì ai thích thì mua. Nghe hàm răng cắn đỡ khi đói lòng. Sức quả. Cháo bắp nước. Đổ, đổ là đổ đó. Đổ là đổ đó. Đổ là đổ đó. Đổ là đổ đó. Này làm lại, lấy gì được 2 bằng. Câu 2 số 43. Vào chùa tu được 7 năm. Dằn tâm dằn tánh không màng lại danh. Anh em như thể tay chân. Hơn thua chi nữa thấy nhan chê cười. Xích băng mà hiệu. Xích bắn hiệu miễu thằng Hoàng.
chết nè, chết nè, không không trúng nè. Câu 2 số 43. Vào chùa tu được 7 năm, dành tâm dành tấm không màng lợi danh. Anh em như thể tay chân, hơn thua chi nữa thấy nhân chê cười. Sức bản hiệu miếu ba thất tổ. Câu 293. Thời gian thấm thoát thôi đưa, em đã vào chùa còn nhớ anh không? Sức nhân danh chùa Phước Hòa đi cô không ạ? Trò chơi đốt tay nha các bạn, của gầm trung thu năm nào ở đây miếu Hoàng Hoàng của Mỹ Xuyên này cũng tổ chức cái trò chơi này để vui chơi với các bà con xóm giềng ở các nơi, thì lại có ai cũng được quyền tham gia dù lớn hay nhỏ. Câu 70. Một mình ngẫm nghĩ mấy câu thay, nhiều lúc suy tư tối mặt mày. Từng câu từng chữ nhưng không thiếu ý nghĩa người ra câu thủ đài. Xích mộc cái bầu. Gần trúng rồi đó, gần trúng rồi đó. Thank you.
trực tiếp. Câu thay số 43. Vào chùa tu được 7 năm, dằn tâm dằn tánh không màng lại danh. Anh em như thể tay chân, hơn thua chi nữa, thế nhân chê cười, xích bản hiệu, xe hoàng mến. Câu số 87. Sớm mai thức dậy, mai tận trời quen, gió hiu hiu thổi. Má dám đi cắt đây rồi. Ai gọi nó đi ra. Câu nào cũng dễ hết trơn á. Rồi hẹn lại các bạn ở video sau. Câu 38. Theo dõi nha các bạn. Cây gì vừa thẳng vừa dài lại còn giúp ích mỗi ngày kiếm ăn? Trái gì vừa đẹp vừa xinh, không trong bụng lại nghe ra ngoài xuất hoa, hoa đào.